Ngày 10 tháng 2, xã Yên Khương đã tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022. Tham dự Tết trồng cây có lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, trưởng các ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn và bà con nhân dân trên địa bàn xã. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Những năm qua, xã Yên Khương đã trồng hàng nghìn cây xanh góp phần cải thiện môi trường, tạo cảnh quan và mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho gia đình và xã hội. Từ phong trào Tết trồng cây, khuôn viên Ủy ban nhân dân, trường học và các tuyến đường nông thôn đã được phủ bóng cây xanh. Tết trồng cây năm 2022, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Yên Khương đã tham gia trồng cây xanh trụ sở Ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa các thôn bản, các tuyến đường liên thôn bản. Trong năm 2022, xã Yên Khương thực hiện kế hoạch trồng mới 40 ha rừng tập trung và 2.400 cây phân tán. Ngay sau Tết trồng cây, các thôn bản trên địa bàn xã và nhân dân sẽ tiếp tục tham gia trồng cây hưởng ứng phong trào Tết trồng cây tại nơi ở và các trục đường chính của địa phương. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng thời tạo bóng mát và cảnh quan xanh sạch đẹp trên địa bàn. Xã Yên Khương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh sạch đẹp. Cùng với đó, gắn với việc tổ chức Tết trồng cây với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2022 và kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác, chú trọng phát triển rừng trồng gỗ lớn, cấp chứng chỉ rừng và phát triển các loại cây lâm nghiệp chủ lực có lợi thế, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị ngành lâm nghiệp